Võ Hoàng Yến nổi quậu vì bị Mao Thủy, Hương Ly, Khánh Vân làm ồn khi đang làm thử thách. Bất lực trong việc giải thử thách đã khiến Mao Thủy, Hương Ly, Khánh Vân quyết định làm hai đội còn lại phân tâm. Trận chung kết Việt Nam Why Not đi Việt Nam đi diễn ra tại Vịnh Lan Hạ, Hải Phòng, trở nên gây cấn kịch tính gấp bội khi điểm số các thử thách được tính gấp đôi, gấp ba so với các chặng trước. Đồng với tinh thần của chặng đua giành ngôi, vị quán quân trong suốt quá trình thực hiện các thử thách, chín người đẹp gặp không ít khó khăn, từ đó dẫn đến những sự xung đột, dấu ấn cá nhân cũng được bộc lộ rõ nét. Với thử thách độc đặc biệt, đội duy nhất trả lời đúng và nhanh nhất ghi được 5 điểm. Xuyên suốt hành trình, các đội đã thu nhập được khoảng 6 mảnh ghép lịch sử và phải ghép những mảnh ghép này để ra một bảng hướng dẫn giải ra 14 anh hùng dân tộc theo chiều dài lịch sử dân tộc. Đội chơi phải tìm đúng tên anh hùng và sắp xếp các nhân vật theo trình tự thời gian từ xưa đến nay. Ở thử thách này, Khăn Rằn và Quay Thao có nhiều lợi thế hơn vì có Hoàng My và Ngọc Diễm, hai người đẹp 19-10 với nhau về trí nhớ, thông minh và kiến thức. Nón Là mất nhiều thời gian cho thử thách nên tham gia thử thách trễ hơn hai đội kia. Hương Ly bày tỏ, thôi nghỉ chơi đi, ai thích giải thì giải, rồi nói vui. Cái thử thách làm ra không có dành cho đội Nón Ná. Khăn Rằn và Quay Thao thay phiên nhau chốt đáp án, không khí căng thẳng được đẩy lên cao, mỗi lần cả đội nói chốt. Ban tổ chức thông báo nếu hết thời gian mà không có đội nào giải được, không có đội chiến thắng, Nón Lá mừng thầm, hy vọng Khăn Rằn và Quay Thao không giải được. Ngọc Diễm tập trung tinh thần, quyết giành lấy 5 điểm, nhưng bị lấn cấn bởi hai gợi ý Bắc Bình Vương và Bình Định Vương. Võ Hoàng Yến bị áp lực tâm lý và thời gian, cơ nghiêm túc đề nghị Hương Ly đừng làm ồn để Khăn Rằn có thể tập trung giải thích. Cuối cùng, Khăn Rằn được công bố là đội giành chiến thắng, giải đúng tên 14 anh hùng dân tộc. Hoàng My xúc động, cảm thấy chiến thắng này còn vui hơn lúc đạt giải Á Hậu 1. Kim Duyên tự hào về đồng đội, chị My lấy lại những gì đã mất và có luôn những gì phải có. Chiến thắng này nhận được sự ủng hộ của Nón Lá, còn Quay Thao thì tụi mình đã đến rất gần tới đáp án đúng rồi. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.